cho các bạn tiểu sử diễn viên Khương Ngọc Sự thật về diễn viên Khương Ngọc Khương Ngọc là nam diễn viên điện ảnh, là diễn viên kịch, nhạc sĩ, ca sĩ và là người dẫn chương trình Người Việt Nam Anh được khán giả biết đến qua những bộ phim truyền hình lẫn phim điện ảnh như Hoa giã quỷ, taxi, chàng trai không biết ghen, sự thật vô hình, thiên mệnh anh hùng, scandal, bờ bến lạ và tiền chùa Ngày hôm nay tôi xin cung cấp cho tất cả các bạn những thông tin đầy đủ nhất về chàng diễn viên Khương Ngọc. Khương Ngọc tên thật là Huỳnh Quang Ngọc, sinh vào ngày 26 tháng 7 năm 1984, sinh ra ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Gia đình Ngọc không ai làm nghệ thuật, ngay còn nhỏ Ngọc tham gia và hoạt động đều đặn trong những hoạt động văn hóa của nhà trường. Ngọc cũng thích ca hát nhưng mà cũng không nghĩ mình trở thành diễn viên hay ca sĩ. Sau này khi lớn lên Ngọc lại có duyên gặp được một người anh chính là người con trai của giám đốc của bố anh đã giúp đỡ ngọc và đã khuyên ngọc đi theo nghệ thuật người anh này cũng không hề làm nghệ thuật mà lại làm về ngạch kỹ thuật nhưng mà anh đã nhìn thấy ở khương ngọc có tố chất hoạt động nghệ thuật và lại có niềm tin ngọc làm được điều đó những ngày khi lên ở sài gòn học và ngọc từng làm mọi thứ để kiếm tiền từ những việc đi bán vé số đi đánh đổi tuyển cầu lông để mà có giải thưởng lại đi thi người mẫu học đường để mà có tiền giải thưởng để trang trải việc học cũng như trình diễn thời trang ca hát ở các sân khấu lớn nhỏ để có thể chu toàn cho một cuộc sống một mình tại thành phố. Tất cả mọi việc Ngọc đều có thể làm miễn sao công việc đó lại là lương thiện. Khương Ngọc đã từng tốt nghiệp thuộc hạng ưu cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Bộ phim đầu tiên mà Khương Ngọc tham gia đó là bộ phim truyền hình Hoa Dã Quỷ. Vai diễn của anh chàng giang hồ xét độc đáo trong bộ phim đã tạo được ấn tượng đối với khán giả. Các đạo diễn đã bắt đầu chú ý tới Khương Ngọc từ khi đó. Trong âm nhạc thì Khương Ngọc cũng từng tạo được một ca khúc hit đó là ca khúc Tình yêu lạ kỳ bởi chính anh viết lời. Hai niềm đam mê là âm nhạc và điện ảnh đối với Khương Ngọc thật khó để mà xác định được điều gì là chính là phụ ở trong cuộc đời của anh. Ngoài tình yêu lạ kỳ già thì Ngọc cũng sáng tác rất nhiều nhạc phim khác nữa. Về dẫn chương trình, Khương Ngọc đã tham gia trẻ em luôn đúng, camera cận cảnh, tạp chí 360. Các chương trình đã tham gia: Gương mặt thân quen, gương mặt thân quen nhí, ơn rời cậu đây rồi, thiên đường ẩm thực, lữ khách 24 giờ. Các ca khúc nhạc đã sáng tác: Tình yêu lạ kỳ, thư tình chưa gửi, thiên mệnh anh hùng tiền đùa scandal sobit tình ca mùa đồng, cảm ơn anh, taxi đêm ngược thời gian đồng hồ báo thức ngôi đền cổ tích mister hoàn hảo tình yêu chạy trốn sợ vợ có gì sai kịch sân khấu trai yêu lầu hoang trai đẹp lắm chiêu điện thoại nửa đêm các giải thưởng mà anh đã từng đoạt được giải nhất của cuộc thi gương mặt Fury năm 2003 Giải nhì của cuộc thi tìm kiếm gương mặt điện ảnh mới năm 2004 Giải nhất của cuộc thi micro vàng năm 2005 Giải nhì của cuộc thi ngôi sao ngày mai năm 2006 Đề cử giải mai vàng năm 2010 cho vai diễn trong bộ phim truyền hình Taxi Lọt vào top 3 giải thưởng truyền hình HTV Ác Quốc năm 2010 Cùng với vai diễn trong bộ phim Taxi bạn gái của Khương Ngọc là ai? Khương Ngọc lấp lửng nghi án chia tay bạn gái Khả Như sau khoảng 2 năm hẹn hò. Tại một sự kiện vào ngày hôm trước, Khương Ngọc cũng đã phủ nhận về nghi án anh và bạn gái Khả Như chia tay. Anh cũng nói thêm về tin đồn chỉ là tin đồn và quan trọng đó là ở nơi người. Ấy. Tối ngày 15 tháng 8, bộ phim Lời Nguyên Gia Tộc cũng được chính thức ra mắt đối với công chúng sau các lùm xùm giữa nhà sản xuất và diễn viên phim có sự tham gia của diễn viên Khương Ngọc và hàng loạt các gương mặt thân quen quen thuộc của màn ảnh Việt. Nam diễn viên không hề hối hận bởi vì làm xấu gương mặt của mình để mà lột tả nhân vật, Khương Ngọc cũng đã chia sẻ thêm về các khó khăn trong quá trình quay phim bởi vì thường xuyên phải quay từ 2 giờ cho tới sáng sớm trong những hang đá và thác nước. Cách đây khoảng vài ngày trong đoạn live chìm nam diễn viên đã xác nhận thông tin đang độc thân đã làm giấy lên nghị án đường ai nấy đi cùng với khả nhừ. Xuất hiện ở trong sự kiện tối ngày hôm trước đã lấp lửng khi được hỏi về việc chia tay. Tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn, một ngày có đến hàng tỷ tin đồn. Quan trọng là mọi người có thể tin đó chính là thật nhưng mà không cũng được. Cuối năm 2015, nữ diễn viên Khả Như đã bất ngờ tiết lộ trong bài phỏng vấn về mối quan hệ yêu đương giữa cô với Khương Ngọc. Cô cũng nói cả hai yêu nhau bởi vì sự đồng cảm ở trong cuộc sống và trong công việc. Trước khi kết thúc cuộc tình cùng với Khả Như, anh đã từng yêu đương 6 năm cùng với bạn gái cũ Thành Trúc. Tham dự vào buổi công chiếu phim còn có sự góp mặt của dàn sao Việt như Phương Thành, Lương Bích Hữu, Kim Tuyến, Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.